tí. Rồi vào đây, vào đây, vào đây. Lý Kim Đồng xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình đi hành trình đi sửa một con Tatter bị hỏng côn nha mọi người. Cái đường này đi khó quá, xe máy không đi được đây này, trơn. Đấy, bây giờ là phải đi bộ xuống này, quá trơn luôn. Mình đi một đoạn ở trước kia rất là khó nhưng mà không quay được. Bây giờ bỏ xe ở đây xong rồi đi bộ. Trơn này chưa, mọi người thấy chưa? Thì mình sẽ đi xem con Tatter đó là xem là có xử lý được lên trên này không nhá. Đấy, ông chủ bảo là mình phải xuống đây sửa, không thể nào đi được nữa. Nhưng mà bây giờ ở tận đây thì rất là xa, đồ đạc thì không cầm đủ được. Thế này may mình còn vứt xe trên kia. Ông chủ cũng để xe đây không? Đi bộ rồi. Từ nhà mình sang đây rất là xa mọi người. Phải bỏ xe dưới kia. Và cũng chỉ xuống đây xem là xử lý được lên trên nhà không. Nếu mà xử lý được lên nhà thì sẽ lên nhà sửa. Đấy, cập cả kích. Lại vòng sang bên này. Ôi ồ, xa thật. Đi đường rất là khó, đi xe máy phải vứt. Trên kia đi bộ một đoạn xa. Ô, những cái đường này trơn này mà Tatter vẫn đi được. Đây, hai anh em mình đi nhá, cầm cả kích đi này. Đấy, mà mình cũng chả cần đồ tháo đâu, mình chỉ là xuống để kiểm tra xem là có sửa được để cho đi được, đi lên trên kia được không thôi. Nếu không là đi xuống này sửa mất mấy ngày ấy mọi người ạ. Đi lại khó khăn đi. Đi lại khó khăn cho nên là rất là khó. Đường xấu thật. Trơn toàn đất đỏ. Đang cần kích đi. Không biết là đi sửa kiểu gì đây. Hiện tại đang chết ở đây là không đi được nữa. Đây rồi, mình sắp đến nơi nha mọi người nhá. Đi xa thật. Đây là bà con đang ở làm nhà. Làm nhà ở đây thì xe không chở được cắt xuống, phải dùng Tatter. Tatter chở cắt, chở sắt đây này. Sắt. Chỗ này là sắt đây, Tatter đây rồi. Đấy, bà con đang làm nhà nhá mọi người nhá. Đang làm nhà. Chở cắt thì trên kia xuống là cũng mất khoảng một tiếng. Hơn tiếng ấy. Một tiếng rồi, một tiếng chắc không đến nữa nhỉ. Tiếng dưới. Về tiếng dưới mà. Xa. Thì trên kia xuống đây mất tiếng dưới à. Ô, chờ dùng cái Tatter chờ khi nào mới đủ làm cái nhà đây. Ruộng nha mọi người. Tatter đây à. Bỏ cái nylon ra phát nhỉ. Để kiểm tra phát nhỉ. Còn xây ra bạc. Bỏ cái bạc ra. Ông chủ Tatter đây à. Này vào tí
Đã quá đi, đi tù lạ. Ban ơi. Vậy ok, cũng đã đi được nha mọi người nhá. Vừa xử lý lại cái côn. Chỗ kia sắt của. Kiểu khó quá mọi người à. Rồi, ok, trèo lên. Vậy con này sẽ đi xong cái côn để con xe này đi về thay lại côn nhá mọi người nhá. Đây mình chỉ đang lên về cho nó đi lên đường thôi. Đường rất là khó mọi người ạ. Phải ngồi lên đầu, sợ bắt đầu ấy. Đây là phải, bây giờ chỉ là đi tạm thời này, đi về đến nhà nhưng mà phải thay hết côn cho mọi người nha. Hỏng côn rồi thì chỉ xử lý lại cho nó đi được thôi. Đi về đến nơi sửa này mình sẽ sửa sau nhá. Trơn lắm, được rất là trơn. Đã khô. Từ buổi sáng rồi con cắt tơ mới đi được mọi người. Điểm quá đến dốc luôn. Chào cái đấy làm gì đấy? Hả? À? À, hóa ra trèo lên hái quả chín rồi. Này, trèo như có khỉ. Nó chua chua ngọt ngọt đúng không? Ê, trèo nhanh ấy, cẩn thận nhá, rơi xuống đấy. Con này liều thật, trèo cây như có khỉ ấy. Khó rồi mọi người ơi. Tắt tơ nó chỉ vừa mới chết hôm qua. Vừa bị hôm qua đúng không? Ây à. Ây à. Ây à. Sắp ban bánh. Đến nơi để xe máy. Ôi. Quá nguy hiểm à. Đường này trơn thật đấy. Vừa xử lý được cái côn nhá mọi người nhá. Thôi. Đi xe máy. Đường trơn nhá. Ơ chìa khóa mới nữa chú đưa cháu mà anh này. À đây. Ô khó quá mọi người. Đi vòng từ dưới này lên mọi người nhá. Rồi đến đây xong là đi xe máy. Nó cứng quá, hơi cứng nhỉ. Được. Nó hỏng cái bắt ép rồi. Ừ. Bằng ép của nó. Bằng ép là cái gì rồi? Hỏng bằng ép cả, bằng ép cả côn nhá. Cháu đi xe này nhá, em đi xe này nhá. Chắc chắn phải thay cả bằng ép con đấy. Phải đi tận tít dưới kia về mọi người nhá. May còn xử lý được để cho nó đi tạm thời đến nơi sửa chữa. Không là mệt mọi người. Đi nghịch cả buổi sáng ấy mọi người. Rồi mọi người thấy cái đường này.
xe máy à, mình còn vứt để thít trên kia mọi người nhá. Trơn thật, cái đường này đúng là quá là trơn. Tắt tơ đi rồi qua chỗ này không đây? Ờ, chỗ này trơn lắm ấy. Cái đường trơn quá mọi người nhá, cho nên là phải đi cùng chủ tắt tơ, phải ngồi lên, ngồi lên đầu ấy. Đấy đúng không? Ây da, cho cái đầu nó lên á. Đấy, đấy, bốc đầu ấy. Hay bạ, hay bạ. Ây da, đấy, hồi trơn vắt ra màn nữa. À, cái đường này không? Trên đi mẹ dưới xong là đẩy lên. Có chỗ nhỉ? Có đâu nhỉ? À, không có đâu, không có đâu. Thôi đi, đi thẳng đây nào. Không cần đẩy từ từ đó, để đây cũng được. Để đây để tắt tơ đi trước á. Bỏ đấy, bỏ chân trống xuống. Hai người đi xuống như này, ngồi lên cái đầu của nó cho nó nặng. Bóc đầu ấy. Đường này sợ thật. À, nó trơn đấy. Ngồi lên đầu nó nặng. Đấy, để chào nốt. Anh ngồi lên đầu nó nặng đầu đây. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn cầu chậm đấy. Cho chậm hẳn đây, cho số 1 đây. Đó rồi, cho nó bỏ từ từ rồi. Rồi, tôi đi từng tí một thôi. Trời ơi, trời quá mọi người. Ê, cháu tụi em đi ra ngoài làm sao? Ngoài làm sao đó nặng đi thôi. Đâu, ở đây có đá rồi. Anh lùi ra một tí. Rồi, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Đẩy thân à. Thế đó. Và cầu nhanh phát cho qua đây. Hai bạn. Ok. Và cầu nhanh, ok. Thế đó. Đó. Khó đấy. Anh lùi ra. Trơn. Hai ba. Ừ. Trơn rồi. Chắc phải là kê đá. Tắt máy đi. Anh tắt máy phải. Anh gạt to một tí. Đừng từ từ thôi. Rồi thả, phải xuống một tí thôi. Kê đá vào cũng được rồi. Rồi rồi rồi, đừng quá xuống dưới này, tí nó lại. Ô, khó đây, chỗ này trơn quá. Chỗ này có một tảng đá nữa.
Thế nó phải đền đá vào rồi. Không có đá. Lúng sâu này. Chết thật. Sửa được cho nó đi qua kia giờ cố không được nữa này. Mọi người nhá. Được trơn quá. Không, em có phải phát trực tiếp à? Có đăng ký không? Cơ, em không... Không phát trực tiếp được mà. Không đăng ký... Mạng... Có. Mới tháo bao nhiêu tiền? Chân! Đường! Đường khá là chân luôn. Khá là dốc luôn. Đây, chú đang lái đây. Đẩy ra được rồi đấy. Về đẩy ra nhá. Đúng rồi. Kéo ra. Cái bên kia. Mấy người? Xong rồi, xong rồi. Thôi này. Thôi dính rồi thôi bố. Thôi đã dính rồi thôi bố. Chắc chưa? Đuôi, chắc chưa? Nhưng mà đồng ơi. Hả? Cái này không tháo liệu có được không? Vẫn đang gắn sao mà? Không, không gắn đầu kia đâu. Đẩy cái đầu kia đi rồi. Rồi, đẩy đi rồi. Đây, đây, đây. Đầu kia nó gắn à? Bên này nó gắn. Đó, đây, đây, đây. Đây, chưa quay lên nhà anh quay kìa bơ chưa bấm rồi nhỉ bấm rồi nó sẽ chạy ra ba luôn iPhone 14 clip đấy kìa chàng ơi quái ba ba đang quay thì cái bố gì hề nhà chín à bố đi ba đập kia
Rồi như vậy là cũng đã tháo giờ ra nhá mọi người nhá. Và sẽ kiểm tra cái côn này. Nóng thế nhỉ? Không kiểu hồng bít tê thôi. Nó không, nó mày mà. Chắc vừa nãy anh đi cố nó ép mà, không sao đâu. Lâu thế mà nó vẫn nóng nhỉ. Lâu rồi vẫn nóng. Giờ về sẽ tiến hành vệ sinh lại cái bộ côn nhá mọi người nhá. Tiến hành vệ sinh lại côn này. Tóc một tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.